mọi người một món đồ chơi mà Cindy and Candy rất là thích chơi. Đó chính là đốt sen. Và đây là hiệu Play-Doh nhé. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 màu. Chứ 7 màu ta. Ủa, gì hả? 3, 3. Đúng rồi, 8 màu mà. Em nghe đi lộn ơi. Bây giờ mình cùng mở ra thôi. Mình sẽ lấy kéo. Em cho đi ra kéo. Đi ra luôn, đi ra luôn. Khoan nha. Em mình sẽ đi làm cho. Rồi, để qua bên. Đây. Rồi bây giờ mình mở tiếp nha. Chị xin đi mở giùm cho. Rồi. How many is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! 8 thấy rồi. Yeah. It's okay. How many? This Play-Doh has 8. Yeah. And what color? Yellow, white, green, purple, orange, pink, red, blue. Good job. This purple. This orange. This yellow. This pink. Orange. This pink. This blue. White. Green. Yeah. Rồi. Bây giờ mình cùng bắt đầu thôi. Mình sẽ chơi. Và các bạn trước khi chơi, các bạn nhớ là lấy cái gì để chân không ai sẽ dính ở sàn gỗ của mình, sẽ rất là xấu và rất là dơ nhà mình nữa. Và bây giờ mình sẽ nghĩ một chủ đề để mình làm. Chủ đề gì ta? Khó nghĩ quá. Mình có thể bắt đầu làm rồi. Ok, let's play Play-Doh. And you must have this because it's very stink. And today my morning topic is making a new dress for Bobby and me and Elsa. She's dressed for look like Elsa, but my dress I don't know what. Em búp bê của Cindy nè. Đôi mắt long lanh chưa? Lông mi nè, rất là dài luôn. Và có một bờ môi màu tím và con mắt màu tím. Nhìn rất là xanh điệu. Không biết nói sao, rất là mạnh mẽ. Dạng vậy nè. Còn em Barbie của em Candy á, thì nhìn rất là cute, rất là nhẹ nhàng. Có bờ môi màu hồng và một đôi mắt màu xanh. Rất là hợp luôn á. Rất là cute. Hi, mọi người có thấy trang phục của Cindy khác không? Tại vì hồi nãy Cindy bận công chuyện, Cindy đi với mẹ đó. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Em Candy muốn làm đầm màu gì? Candy muốn màu hồng với màu vàng. Rồi chúng ta cùng lựa màu thôi. Cindy sẽ không dùng màu tím. Cindy sẽ muốn khác biệt một chút. Cindy sẽ dùng màu xanh. Còn em Candy, em Candy nói là em Candy muốn màu hồng với màu vàng đúng không? Cindy sẽ đầm. Đầm đi. Em Candy đầm đi. Quên. Bây giờ em Candy sẽ bắt học. Wow. Rất là mềm. Không đây. Để đây ha. Để cái bên Doraemon. Bây giờ em xem đi xem nào. Quấy. Đi làm mình. Theo tiếp theo là
Ủa em đi nhanh vậy? Sao? Rồi bây giờ Cindy cũng bỏ xong áo rồi. Vũ chưa xong. Vũ tao luôn. Bây giờ Cindy sẽ lấy một tiếng đi. Giảm một chút nữa. Rồi. Sau đó. Lát nữa chi chém một tiếng đi. Một tiếng nữa hả? Đang bóp ở chính giữa này. Bên hông cho em. Rồi. Bây giờ Cindy sẽ bắt đầu trang trí bằng màu đỏ. Và các bạn nhớ comment.